Xin chào mọi người nhé. Hôm nay là tối chủ nhật rảnh rỗi thì Toán Đồng sẽ làm một video kể cho mọi người nghe cái khóa học nâng cao tay nghề tại Toàn An Đồng cái hôm mà mùng 1 tháng 4 năm 2021 là vừa rồi đấy. Hôm nay là ngày nay 11 tháng 4. Cái khóa học nâng cao của mình ấy nó là đầu xuân của năm 2021 cho nên mình đặt tên là khóa K1 năm 2021. Một cái khóa học mà cực kỳ nhiều niềm vui, cực kỳ nhiều cái cảm xúc nó thăng hoa, nó phấn khích, nó tuyệt vời luôn. Vì cái lớp mình học toàn là anh em học viên là tay nghề có thâm niên rồi này, đi học thì rất thông minh, rất hiểu bài, rồi trao đổi với nhau cực kỳ sôi nổi luôn. Thì mình muốn chia sẻ lại những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh, những buổi thực hành ở trong lớp như thế nào để cho những anh em mà có ý định là chuẩn bị học hoặc là đang có nhu cầu đi học nhưng mà vì bận rộn quá chưa tham gia được. Thì mình ghi hình lại, mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem để các anh có cái động lực để tham gia những khóa học tiếp theo tại trung tâm Toàn An Đồng. Và mình luôn luôn có phương châm là diễn giải làm sao dễ hiểu nhất, gần gũi nhất, thực tế nhất để cho những anh em chưa bao giờ được đi học nhưng nghe vẫn hiểu được bài, vẫn hiểu được vấn đề và làm việc có thoát việc có nhanh, nhìn thấy xe là không còn sợ nữa. Rất nhiều anh em ở trong khóa học này đều rất vui mừng vì là nhìn thấy xe bây giờ là nhẹ như không rồi, nhẹ như không và yên tâm khi về nhà thì có mình trợ giúp từ xa nữa. Mọi người tiếp tục học với nhau trong nhóm, trong Facebook, học với nhau từ xa nữa chứ không phải là học tại trung tâm xong rồi thôi. Không nói nhiều nữa thì bây giờ mình sẽ mời mọi người xem những video mình đã ghi lại để cùng nhau tham khảo cái khóa học tại Toàn An Đồng như thế nào. Xin mời mọi người xem video nhé. Rất vinh dự Toàn có mời đến để dự khai giảng cùng mình nghe, chính thức tất cả anh em mạnh khỏe tham gia khóa học này, tiếp thu đầy đủ kiến thức về thể thao và tự tin đảm bảo cái cửa hàng to hơn, hoành tráng hơn và xử lý cái bàn bệnh nó nhanh gọn nhẹ hơn ngày xưa. Và xin cảm ơn anh em. Ngoan. Vừa rồi là những hình ảnh ngắn ngủi mà mình ghi lại để cho mọi người xem. Và mình cũng biết rằng có một số anh em học viên ấy muốn tham gia khóa học của mình ấy, nhưng mà vì lý do công việc và thời gian nó hạn chế chưa thể đi được. Có thể là do đang xây nhà cửa này, có thể là đang cải tạo lại cửa hàng, hoặc là nhà có việc riêng cần phải giải quyết. Thì cũng mong các anh mà tiếp tục theo dõi Toàn An Đồng và liên kết qua Zalo để trao đổi những cái câu hỏi, những cái thắc mắc ở trong nghề nghiệp. Và khi nào mà thuận tiện cho việc đi học thì hãy xuống đây tham gia một khóa học nâng cao tay nghề tại trung tâm Toàn An Đồng. Mình hứa sẽ giúp cho mọi người nhìn thấy xe không còn lơ mơ nữa, mọi thắc mắc đều được giải quyết. Một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả anh em thợ máy trên cả nước nhé. Video mình làm đến đây hết rồi, xin chào mọi người. Vừa rồi là những hình ảnh ngắn ngủi mà mình ghi lại để cho mọi người xem. Và mình cũng biết rằng có một số anh em học viên ấy muốn tham gia khóa học của mình ấy, nhưng mà vì lý do công việc và thời gian nó hạn chế chưa thể đi được. Có thể là do đang xây nhà cửa này, có thể là đang cải tạo lại cửa hàng, hoặc là nhà có việc riêng cần phải giải quyết. Thì cũng mong các anh mà tiếp tục theo dõi Toàn An Đồng và liên kết qua Zalo để trao đổi những cái câu hỏi, những cái thắc mắc ở trong nghề nghiệp. Và khi nào mà thuận tiện cho việc đi học thì hãy xuống đây tham gia một khóa học nâng cao tay nghề tại trung tâm Toàn An Đồng. Mình hứa sẽ giúp cho mọi người nhìn thấy xe không còn lơ mơ nữa, mọi thắc mắc đều được giải quyết.
Một lần nữa xin chúc sức khỏe tất cả anh em thợ máy trên cả nước nhé. Video mình làm đến đây hết rồi. Xin chào mọi người.